chúng ta đã đi được một nửa hành trình mùa chay. Vậy trong mùa chay này, bạn đã ăn chay thế nào? Dưới đây là một vài gợi ý có thể hữu ích đối với bạn. Thời gian xem màn hình và các thiết bị kỹ thuật số. Những chiếc điện thoại của chúng ta được thiết kế để gây nghiện và rất khó để từ bỏ thói quen này. Nhưng đó sẽ là một sự hy sinh lớn nếu chúng ta có thể làm được điều đó. Mùa chay là khoảng thời gian lý tưởng để chúng ta từ bỏ việc chăm chú nhìn vào màn hình. Chẳng hạn như việc xem TV trước khi đi ngủ, liên tục lướt web hay vào các trang mạng xã hội. Bạn có thể cân nhắc việc không nhìn vào màn hình một ngày trong tuần hoặc chỉ dùng điện thoại để nghe gọi và nhắn tin. Sự phàn nàn. Cuộc sống vốn đầy rẫy những khó khăn, bực bội và căng thẳng khiến chúng ta chỉ tập trung vào những gì tiêu cực mỗi ngày và đối mặt với những trở ngại nhỏ nhặt bằng sự buồn phiền và tự ti. Thường xuyên phàn nàn rất có thể khiến chúng ta thêm tức tối và cũng chẳng vui vẻ gì khi bạn bè và người thân phải nghe những điều đó. Trong mùa chay này, hãy xem liệu bạn có thể hạn chế những phàn nàn và thay vào đó, hãy tìm cách làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Uống nước lạnh. Đây là một sự hy sinh nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật sự lại rất khó. Nhất là trong thời tiết nóng bức của tháng 3 và tháng 4. Tuy nhiên, đó là một cách khá hiệu quả để thực hành sự khổ hạnh và hãm mình trong đời sống hàng ngày. Mua sắm. Thật thích thú khi mua sắm những món đồ mới. Vì vậy, một sự hy sinh tuyệt vời trong mùa chay là từ bỏ việc tiêu tiền vào bất cứ thứ gì ngoại trừ những gì thiết yếu. Một khi bạn đã phải trả tiền cho việc thuê nhà, mua nhu yếu phẩm, xăng dầu hoặc xe cộ và các khoản chi tiêu cần thiết, thì đừng mua bất cứ thứ gì khác trong mùa chay. Bạn có thể dùng số tiền tiết kiệm được để làm việc bác ái. Ăn vặt. Đây có thể là một thói quen từ bỏ rất khó, nhất là khi những món ăn vặt lại rất đa dạng và dễ mua. Nhưng đó lại là cách tuyệt vời để thực hành tinh thần chay tịnh trong mùa chay này. Xem TV và nghe nhạc. Trong thế giới ngày nay, hầu hết chúng ta đều không thoải mái với sự tĩnh lặng. Thật dễ để lấp đầy mỗi phút trong ngày với những chương trình truyền hình và những bản nhạc. Vậy làm sao chúng ta có thể tạo được một khoảng trống để lắng nghe tiếng Chúa nói trong tận nơi sâu thẳm tâm hồn, nếu lúc nào chúng ta cũng nghe một điều gì khác? Trong mùa chay này, hãy xem xét từ bỏ việc nghe những ca khúc hay những chương trình TV yêu thích của bạn. Thay vào đó, hãy dành thời gian để cầu nguyện. Những thói quen lười biếng. Chọn một việc mà bạn thường dễ dàng cho qua để từ bỏ trong mùa chay. Đó có thể là việc dọn gọn giường chiếu mỗi sáng khi thức dậy ngay khi chuông đồng hồ reo, không đậu xe trước cửa hay rửa chén đĩa sau mỗi bữa ăn. Hãy bỏ đi một vài thói quen biếng nhác nhỏ nhặt mà bạn hay mắc phải trong mùa chay này. Đi ăn bên ngoài. Một vài món khoái khẩu bạn có thể ăn ngấu nghiến khi đói, và việc từ bỏ nó trong mùa chay nhiều khi đòi chúng ta phải lên món trước và nấu nướng ở nhà. Do đó, đây cũng là một cách tuyệt vời để chúng ta lớn lên trong sự kiên nhẫn và cũng tiết kiệm được một số tiền. Nghệ thuật. Nhiều nhà thờ vẫn còn giữ truyền thống cổ xưa trong việc che những bức tượng hay tranh vẽ tôn giáo bằng vải màu tím trong tuần thánh. Và bạn cũng có thể làm như thế nơi nhà của bạn. Việc phủ lại những tranh ảnh đẹp này nhắc nhở chúng ta rằng thế giới sẽ khô khan thế nào nếu không có vẻ đẹp và ánh sáng của Chúa Kitô. Những chiếc thang máy. Việc leo cầu thang mỗi ngày trong mùa chay đôi khi gây mệt nhọc và còn làm chúng ta mất thời gian. Vì vậy thật tốt đẹp để dâng lên Chúa hy sinh này. Tuy nhiên, đừng làm thế nếu bạn đang sống hay làm việc ở những tầng trên cùng của các tòa nhà cao ốc. Mến chúc bạn một mùa chay ý nghĩa và thánh thiện.